Em chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay có cái cây nó cũng nở mấy hôm rồi, nhưng mà dạo này nó mấy hôm là nó nóng, tức là thời tiết nó cũng hơi là oi bức khô hanh. Đây một cây nó nhanh tàn, nó chưa nở hết đã tàn rồi các anh các chị ạ. Thì em giới thiệu sơ qua với cây này thôi. Sau có cái cây nó nở sau thì đạt hơn thì em sẽ giới thiệu và em sẽ đăng lên cái kênh YouTube Thiên Đàng Ngàn Hoa. Thì cái cây này á là cái cây anh tím Thái Nguyên, là cái cây mà nó không giống với cái cây ánh hồng Thái Nguyên anh chị nhé. Cái này thì cánh bầu hơn và chia hoa nó khác, nó thưa hơn nhiều so với cái cây là cây ánh hồng Thái Nguyên. Thế nên cái anh hồng với cái anh tím nào nó khác nhau. Nhiều anh chị cũng bảo là cái anh tím với anh hồng là một, nhưng thực ra không phải. Đấy là nhầm, là do các anh chị mua nhầm thôi, chứ còn thực ra nó là có hai cây khác nhau. Thì cái cây ánh tím Thái Nguyên này, nếu có nhầm ấy, thì để em xem cái cây mai tâm của em đợt này nó nở, mai tâm kỳ kiếm ấy, nó nở, thì em mới biết được rằng là nó có phải là cái cây này với cây đấy là một hay không. Nhưng còn nếu nhìn ảnh thì nó rất là giống nhau. Còn cái cây này với cái cây ánh hồng Thái Nguyên này chắc chắn là nó là cái khác nhau rồi, bởi vì nó chia hoa nó khác nhau. Anh chị có thể xem lại trên kênh Thiên Ngàn Hoa là anh chị sẽ thấy là cái cây ánh hồng Thái Nguyên ấy là chia hoa rất là dày và cánh nó bé hơn cái này. Cánh nó bé hơn anh chị nhá. Và cánh hai cánh vai của nó là nó hơi cong 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 xuôi, chứ nó không phải như cái cây này. Đấy, cây này anh chị nhìn thì nó trông nó ngay ngắn hơn, trông nó như kiểu là gần vai ngang ấy, như kiểu là thằng Tuyên Quang ấy. Đấy, Tuyên Quang nó có cây gần ngang, có cây thì ngang, có cây thì gần ngang. Đấy là một số cái đặc trưng. Cây này thì nó chưa được đạt, chưa được hoa dài, nhưng mà nó cũng là một cái cây để cơ sở để chúng ta nói rằng là hai cái đấy nó là hai cái khác nhau anh chị nhá. Thì em xin phép là cũng vào giới thiệu luôn sơ qua để anh chị cũng biết, để đỡ mất thời gian của các anh chị. Em giới thiệu nhanh và ngắn gọn thôi. Đây thì là cái cây này thì nó không phải là ở môi trường quá nắng, thế nên là lá nó khá xanh. Thì em vẫn nói là riêng mà về cái mặt lá vàng hay mặt lá xanh ấy thì nó chỉ có tương đối thôi anh chị nhá, nó tương đối thôi. Đấy, thế còn thì cái cây mà lá xanh như thế này ấy, thì là nó cũng hoa nó cũng là hay là thiên về màu, có nghĩa là màu sáng hơn, thường là như thế, hoặc là khi mà nuôi trong mát ấy. Đấy, anh chị cứ cảm nhận là như vậy là anh chị sẽ dễ nhận ra ngay. Cây nào nuôi trong mát thì hoa là thường màu nó nhạt hơn. Anh chị cứ để xem, để ý những cái cây như của Phi Điệp hay là một số cái cây địa lan hay là một số cái cây khác ấy, nó không phải là dòng kiếm nhé, thì anh chị sẽ thấy là chắc chắn luôn. Thế nên dòng kiếm mà nó cũng thế, nó cũng là hoa lan mà anh chị ạ. Đấy, thì những cái cây mà mặt lá xanh ấy thì là nó sẽ hoa nó sẽ nhạt hơn, màu nó sẽ thiên về sáng màu hơn, là những cây nhiều nắng. Đấy, thì cái cây này thì là cái cây nó cũng là dạng xanh sạch, thân mầm của nó là xanh sạch, nó không khác gì cái cây những cái cây khác cả, cây An Ba hay là cây sơ mi khác. Cây này thân mầm của nó xanh sạch anh chị ạ. Như em nhìn ở đây thì em thấy nó xanh sạch lắm. Đấy, không có gì đặc trưng. Cái này được cái đặc trưng của nó là củ hơi tròn, tròn hơn, và nó cái lá của nó anh chị ạ, đây này, cái lá của nó rất là úp, thì nó không mở ra, nó không mở ra mấy. Đây này, cái độ úp của nó ấy. Còn đương nhiên những cái lá ở dưới chân thì nó sẽ mở ra, còn những cái lá ở gần giữa ngọn nó cũng úp này. Đây, lá hình chữ V. Đấy, còn những cái lá ở gần ở ngoài ấy, thì nó sẽ mỏng như này. Nó cái độ chữ V của nó thấp anh chị ạ. Đấy, độ chữ V của nó thấp. Lá giữa đấy là em thấy thế thôi. Đây này, những cái lá này. Còn cái cây ánh hồng Thái Nguyên ấy, thì cái lá lúc nào nó cũng manh xẹt như này. Nó manh xẻ này, nó không phải thành chữ V. Nó không hẳn thành chữ V như này đâu anh chị ạ. Nó không hẳn thành chữ V sâu như này đâu. Nó có chữ V rất là nông như này thôi. Đấy, thì đây là cây ánh hồng Thái Nguyên. Cái ánh hồng Thái Nguyên nó không V sâu như này đâu. Đây là em thấy thế thôi anh chị ạ. Cái này là nó V sâu hơn. Cái chữ V này nó rất là sâu. Đấy anh chị nhá. Còn cái ánh hồng Thái Nguyên ấy thì nó cứ bè ngang như này. Ngang này. Đấy, cứ bè. Đấy là cái ánh hồng Thái Nguyên. Còn thân củ của cái dòng Thái Nguyên này thì nó rất là to. Đấy, thì rất là nhiều lần em cũng nói thân củ Thái Nguyên là nó là một cây thân củ rất lớn. Anh chị có thể nuôi đạt nó có thể lá tầm 4 cm. Đấy. À, nói về cái cây ánh hồng Thái Nguyên này, anh tím Thái Nguyên này, còn cái cây ánh hồng nó khác. Đấy, thì em xin phép là vào cái phần chia hoa của nó anh chị. Như anh chị biết là hoa của nó là chia hoa là nó thưa hơn cây ánh hồng rất là nhiều. Anh chị có thể xem lại cái video cây ánh hồng Thái Nguyên trên kênh Thiên Ngàn Hoa để anh chị biết thêm nhé. Còn đây là cái cây ánh tím, người ta gọi là ánh tím. Đây, anh chị nhìn cái môi hoa đây là nó chỉ bị tí ở ngoài này là nhiều thôi, xong nó nhạt dần chui vào trong. Còn cái ánh hồng là nó hồng và nó cam cam cái bông cơ. Đấy, còn cái cây ánh tím này thì nó chỉ một ít thế thôi anh chị ạ. Đây là bông này như thế này, mặc dù là nuôi ở dưới vườn này là dạo này nó cũng nhiều bọ nên là cánh hoa nó chưa được đạt lắm.
cái cấu trúc và cái bông hoa, mặt bông hoa của nó thì không thể nhầm được anh chị ạ. Thế nên chúng ta cần phải những cái video thì chúng ta mới có thể đánh giá được mỗi cây, chứ còn nhiều cái hình ảnh thì chúng ta cũng không thể đánh giá được. Thế bởi thế nên là cái cây mai tâm ấy, nhiều người ta bảo là cái cây mai tâm cái này là một. Thực ra thì em thì nhìn hình ảnh thì em thấy thế, nhưng thân lá thì nó hơi khác một chút, nhưng mà không biết là khi sau này nó nở như thế nào. Đấy, thì cái cây ánh tím Thái Nguyên nó là một cái cây khác anh chị nhá. Đấy, và cái môi hoa nó đây, và nó cảm giác của nó anh chị nhìn này, cảm giác của nó thì nó hơi sọc sọc, chứ nó không phải màu mịn như là cái cây môi hồng Thái Nguyên đâu. Anh chị nhìn cái lưỡi nó này, cái chấm lưỡi của nó ấy, đây là nó hơi sọc sọc, nó hơi sọc chứ nó không phải là màu hồng mờ như là cái cây ánh hồng Thái Nguyên. Đấy, thì đấy là cái cây ánh tím Thái Nguyên thì nó như thế anh chị nhá. Thì anh chị có thể xem thêm và tham khảo thêm về một số cái cây cũng như là cái cây ánh hồng Thái Nguyên ở trên kênh Thiên Ngàn Hoa để anh chị biết thêm cái cây về cái cây đó và một số cây khác. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cái cây hoa lan khác, với những cái cây hoa lan lan kiếm cũng như là một số những cây hoa lan đẹp em giới thiệu đến tất cả mọi người, mời mọi người cùng ngắm. Nếu như anh chị có thể muốn sưu tầm những cái cây hoa lan này thì có thể liên hệ bên em cũng có bán, cung cấp những cái sản phẩm này anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.